Nhớ cái CEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cô Eka. Hôm nay mời các bạn cùng khám phá tập tiếp theo của Chú Hột Hội Chiến nha các bạn. Cho màn hình của các bạn, đây là Chú Hột Hội Chiến 3 phiên bản. Phiên bản tiếng Việt, bản thường, bản giới hạn, phiên bản tiếng Nhật nha. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng trước khi mình review tiếp hơn về từng phiên bản nha các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng khám phá phiên bản tiếng Việt, phiên bản thường trước nha các bạn. Đây, tối ưu bản thường chúng ta được một cái bót kẹt BBC nha. Khá xịn sò nhưng mà vẫn công như cái bót kẹt trước nha, nhưng mà bớt công hơn nhiều rồi. Chúng ta được một bìa rời, bìa không được các bóng nha các bạn, nhưng mà bìa này là khổ to và giấy dày dặn nha. Siêu bơm tấn Chú Hột Hội Chiến này, khá là xịn sò. Mặt sau là in hình của Chú Hội Chiến tập 17 phiên bản thường, phiên bản giới hạn. Chúng ta được một bìa rơi, bìa không được các bóng nha các bạn, nhưng mà giống như cái tập trước, chữ Chú Hột Hội Chiến ở bìa trước và chữ Chú Hột Hội Chiến ở phần gái sẽ được nổi lên. Giá tiền vẫn như ngày nào nha các bạn, khoảng là 30.000. Rồi chúng ta sẽ bị keo bên trong, bị keo bên trong là bị keo trắng đen, hoàn toàn in trắng đen và không có trang màu nữa hết các bạn, chuyện được in tiếng shop bình thường thôi. Nội dung của tập 17 kể về bị Okotsu, kẻ thi hành án, đánh bại đứng trước lằn ranh sự sống và cái chết. Khung cảnh gia đình là một ngày nào đó trong quá khứ bỗng ùa về cho đồng chí Itadori. Ở đó có hình dạng trước kia của Kamo no Shiritoshi. Trong lúc mọi người đang nhắm tới việc trấn áp tự diệt hồi vu, nơi các hột sư sát phạt nhau, Maki lại đến nhà Seinin. Rồi chuyện gì sẽ ra thì các bạn hãy đọc truyện và cảm nhận thêm nha. Rồi mời các bạn cùng chung ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.